xin kính chào quý vị khán giả của Việt TV Canada. Mời quý vị theo dõi phần tin tức Canada ngày 10 tháng 8 có những tin đáng chú ý như sau. Thủ tướng Trudeau đi nghỉ hè. Trong vòng 2 tuần lễ qua thì Thủ tướng Justin Trudeau và gia đình đã đi nghỉ hè ở tỉnh bang Quebec và tỉnh bang BC. Mới đây thì một gia đình đi bộ hiking ở trong rừng ở tỉnh bang Quebec đã gặp và chụp hình với Thủ tướng Trudeau. Theo bản tin của đài truyền hình CBC vừa phổ biến thì trong những ngày đầu tháng 8, một đám cưới diễn ra ở ngoài bãi biển của thành phố Tofino, tỉnh bang BC. Nữ nhiếp ảnh gia Manny Rucker chụp hình cho đám cưới này và đã bất ngờ chụp được nhiều ảnh có Thủ tướng Justin Trudeau ở đằng sau. Trong những tấm hình đó thì người ta thấy Thủ tướng Trudeau mặc bộ quần áo trượt nước đã kéo xuống một nửa người và trên tay còn cầm miếng ván lướt sống. Hiển nhiên là trong những ngày nghỉ hè ở thành phố Tofino, Thủ tướng Trudeau đã chơi lướt sống. Trên đường về lại khách sạn thì gặp ngay đám cưới đang diễn ra cho nên ông ta phải đứng chờ. Những tấm hình này đã được nhiếp ảnh gia Mary Rucker bỏ lên Facebook và đã có đông đảo người vào xem. Những lý do giúp chúng ta nên có những bữa nướng thịt trong mùa hè theo tiên đoán của nhiều chuyên gia nông nghiệp, thì giá bắp và bột mì đang giảm sút ở Canada và sẽ giúp cho những gia đình có người Canadian bớt những chi phí mua thực phẩm trong những ngày sắp tới. Trong vòng 12 tháng qua, thì tính đến tháng 7 năm 2016, giá bắp đã giảm 15%, giá bột mì giảm đến 18% và giá yến mạch giảm 28%. Theo giáo sư Steven Tarborough của trường đại học Dalhousie ở thành phố Halifax, thì những tin vui cho những người Canadians là giá những loại nông phẩm dùng để nuôi súc vật giảm sút và sẽ giúp làm giảm giá bán các loại thịt tại các siêu thị. Theo giáo sư Charles Brough thì giá các loại hạt giảm do ba lý do sau. Thứ nhất là càng ngày người ta có khuynh hướng ăn ít thịt đỏ hơn trước và đã gây ảnh hưởng đến giá của các loại sản vật. Khi người ta ăn ít thịt thì sẽ cần ít các loại thực phẩm có sợi, sẽ làm giảm sự tiêu thụ của các loại hạt như đậu nành, bắp, maize và canola. Trong khi đó, thì nhu cầu tiêu thụ thịt ở các nước đang phát triển cũng không gia tăng. Những loại nông phẩm như là bắp, đậu nành thì năm nay được mùa ở các nông trại Bắc Mỹ vì thời tiết khô ráo và độ ẩm cao. Cho nên là giá cả các loại thịt sẽ giúp giảm trong mùa hè năm nay ở Canada và là dịp tốt cho mọi người có những bữa ăn thịt nướng ngoài trời không tốn kém. Giả dạng cảnh sát mang súng giả đột nhập vào tư gia. Theo tin của sở cảnh sát vùng Durham vừa phổ biến thì một người đàn ông 28 tuổi bị bắt giữ khi mặc quần áo cảnh sát, mang súng giả leo tường vào nhà một tư gia lúc sáng sớm và uy hiếp người nghi can tên là Kevin McCarthy ở thành phố Oshawa đã leo lên tầng thứ hai của một tư gia trong thành phố Whitby vào lúc 3 giờ sáng hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 8. Nghi can đột nhập vào một phòng ngủ trong nhà và chỉ súng y hiếp hai người đang ngủ trong phòng và cho biết anh ta là cảnh sát. Hai người này chạy khỏi phòng qua một căn phòng khác cũng có hai người đang ngủ và nghi can rượt theo và rượt mọi người xuống sân sau nhà Cuối cùng, hai người đàn ông trong nhà đã tìm cách khống chế được nghi can và cảnh sát thật sau đó đã đến và đưa nghi can đến bệnh viện cứu cấp. Vì bị chủ nhà đánh cho một trận, vụ dùng súng y hiếp người diễn ra ở một căn nhà trong khu vực đường Watford và Kewis Tri East trong thành phố Whitepie khi mà nghi can Mark Carty đã phải ra tòa về việc giả danh cảnh sát, sử dụng những súng giả và đột nhập vào nhà người khác bất hợp pháp. Số du khách Trung Quốc mang tiền vào Canada không khai báo đã gia tăng. Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ Hai, ngày 8 tháng 8, thì trong năm 2015, số du khách Trung Quốc đến Canada mang theo số tiền mà không thông báo khi đến phi trường đã gia tăng. Cơ quan an ninh biên phòng Canada cho biết là trong năm 2015, cơ quan này đã tịch thu 11.5 triệu đô la, tiền mà các du khách Trung Quốc đem theo mà không khai báo cao hơn gấp đôi so với số tiền mà cơ quan an ninh tịch thu của những du khách Trung Quốc trong năm 2013. Số tiền này có thể hoặc các du khách hoặc không khai báo hoặc do các băng đảng tìm cách chuyển tiền bất hợp pháp từ Trung Quốc và Canada. Kể từ năm 2012 khi chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc phát động chiến dịch bài trừ tham nhũng thì số tiền mà cư dân Trung Quốc cũng như từ các viên chức chính phủ sợ bị bắt giữ về tội tham nhũng chuyển ra ngoại quốc gia tăng đáng kể với sự xúc giá của đồng yuan, thì sự suy giảm của nền kinh tế Trung Quốc những người giàu có xứ này đã ao ạc bỏ tiền mua nhà ở ngoại quốc chuyển tiền cho người thân dân Tính đến tháng 7 năm nay, thì cơ quan an ninh biên phòng Canada đã tịch thu 6,5 triệu đô la tiền mặt từ các du khách Trung Quốc. Tiền phạt cho những du khách mang quá số tiền 10.000 đô la không khai báo ở Canada quá nhẹ so với những hình phạt của chính quyền Hoa Kỳ. Những du khách mang tên 10.000 Mỹ Kim vào Mỹ mà không khai báo, tiền bị tịch thu và có thể bị phạt nửa triệu Mỹ Kim cộng thêm 10 năm tù. Kinh tế tài chính trong tuần qua, trong ngày thứ 2, 8 tháng 8, thì chỉ số SBTSS của thị trường chứng khoán Toronto đã gia tăng thêm 127 điểm và ở mức là 14.177 điểm, mức cao nhất của chỉ số này trong năm nay. Các nhà đầu tư đã bỏ số tiền mua cổ phiếu của công ty năng lượng sau khi giá dầu thô tiếp tục gia tăng trong tuần qua. Giá dầu thô gia tăng thêm 1.3 đô la và ở mức là 43.10 Mỹ Kim một thùng trong ngày hôm thứ Hai. Trị giá của đồng gia kim lên đến mức 76 xu Mỹ Kim, trong khi giá vàng giảm sút 2 Mỹ Kim và ở mức 1.342 Mỹ Kim một ounce. Cũng trong ngày thứ Hai, thì trị giá của đồng Mỹ Kim so với đồng gian cũng gia tăng vì các nhà đầu tư đã tiên đoán là quỹ dự trữ liên bang Mỹ sẽ gia tăng mức lời căn bản vào tháng 9 năm nay. Sau khi có những tiến triển của nền kinh tế Mỹ, thì số công an việc làm làm mới gia tăng cao trong tháng 7 vừa qua. Sư tử cắn người ở sở thú Granby. Vào lúc 9 giờ sáng hôm thứ Hai ngày 8 tháng 8, thì một nhân viên làm việc cho sở thú Granby, tỉnh bang Quebec đã bị một con sư tử cắn trọng thương khi cô nhân viên này sửa soạn mang thịt vào chuồng cho mấy con sư tử. Các nhân viên đi cùng đã dùng vòi nước xịt mạnh nhắm vào con sư tử cắn người để cứu nạn nhân ra khỏi chuồng. Nạn nhân là một phụ nữ khoảng 20 tuổi có nhiệm vụ sửa soạn thức ăn cho các con thú và đã bị sư tử tấn công khi cô ta đang mang thức ăn vào chuồng. Nạn nhân đã được chở đến bệnh viện với thương tích trầm trọng. Sở thú Cranby nằm cách thành phố Montreal 80 số về hướng đông vào những ngày đầu năm 2016, thì sở thú Cranby đã tiếp nhận thêm hai con sư tử còn nhỏ. Sở thú này có khoảng 1.500 con thú đủ loại, gồm có 225 con thú ở nước ngoài và 90 con thú sống ở dưới nước. Kiến du lịch tuần dương đầu tiên qua ngã Tây Bắc của Canada Trong hôm thứ Bảy ngày 6 tháng 8, thì chiếc tàu du lịch tuần dương Crystal Serenity chở 1.700 hành khách và nhân viên bắt đầu chuyến hải hành kéo dài 28 ngày đi từ Đại Tây Dương qua Thái Bình Dương, qua ngã Tây Bắc, ở vùng Bắc Cực của Canada. Chuyến du lịch bắt đầu từ thành phố Atrosfri, Alaska và là con tàu tùng dương lớn nhất đã dùng hải đạo Tây Bắc. Chuyến hải hành cũng đã gặp nhiều chỉ trích vì chuyến tàu có thể gây những ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của những người thổ dân Inuit. Tuy nhiên là con đường sạn đạo Tây Bắc qua ngã bắc cực của Canada là một con đường biển quan trọng trong tương lai mà nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả những nước không dính dáng gì đến bắc cực cũng muốn chiếm giữ. Hiện nay, những chuyến tàu chở hàng đi từ Á châu qua Thái Bình Dương đến các quốc gia Mỹ châu và Âu châu của Đại Tây Dương đều phải đi qua kênh đào Panama lâu và rất tốn kém. Hải đạo Tây Bắc mới bắt đầu được mở ra trong những năm gần đây, khi những lớp băng tan dần trên bắc cực giúp cho con đường biển này có thể qua lại được. Hải trình của những chuyến tàu đi từ Âu Châu qua Á Châu qua hải đạo Tây Bắc sẽ ngắn mất đi 4.000 cây số. Hoa Kỳ cũng có thể chở dầu khí từ Alaska xuống các hải cảng miền Đông Bắc Mỹ một cách dễ dàng hơn. đội tuyển thủ Canada đoạt huy chương đồng môn banh Ruby Sevens. Nữ cầu thủ Christy Ladi đã có 18 điểm và đã giúp cho đội tuyển Canada hạ đội tuyển Anh với tỷ số 33-10 trong trận banh tài thế vận hội diễn ra vào hôm thứ Hai ngày 8 tháng 8. Với trận thắng này, thì đội tuyển thủ của Canada đã đoạt huy chương đồng môn banh Ruby Sevens. Trong trận banh tranh vòng loại thì đội cầu Canada đã bị đội cầu Anh hạ với tỷ số 22-0 và trận thắng trong vòng tranh huy chương là một trận phục thù đáng giá cho đội tuyển Canada. Đội cầu Úc đoạt huy chương vàng trong khi đội cầu Tân Tây Lan đoạt huy chương bạc. Môn thể thao Ruby Sevens, bộ môn nam đã có trong các cuộc tranh tài thế vận hội từ những năm 1924 trở về trước và năm 1924 môn tranh tài này bị hủy bỏ. Năm nay là năm đầu tiên bộ môn bi Sevens của cả hai bên nam và nữ đã được tranh tài trở lại. Mùa hè năm nay ở vùng đại thủ phủ Toronto là mùa hè nóng nhất và dài nhất. Trong hôm thứ Ba ngày 9 tháng 8, thì Sở Khí tượng Canada đã lên tuyến khuyến cáo cư dân trong vùng đại thủ phủ Toronto và vùng nam tỉnh bang Ontario chuẩn bị cho những ngày nóng sắp xảy ra, các chuyên gia khí tượng của Sở Khí tượng Canada đã tiên đoán là vùng đại thủ phủ Toronto đã trải qua một trận sóng nóng dài và nặng nề nhất trong mùa hè năm nay. Thời tiết nóng và ẩm ướt sẽ kéo dài từ ngày thứ tư cho đến ngày thứ sáu trong tuần. Nhiệt độ trong những ngày sắp tới ở vùng thủ phủ sẽ ở mức độ là trên 30 độ C, nhưng cộng với sức nóng của độ ẩm thì nhiệt độ có thể lên đến mức 40 độ C các chuyên gia khí tượng cũng tiên đoán nhiệt độ cộng với độ ẩm trong ngày thứ tư sẽ lên đến 44 độ C. Tuy nhiên, cũng có điều may mắn cho cư dân ở miền nam tỉnh bang Ontario là nhiệt độ ban đêm của những ngày sắp tới sẽ xuống ở mức là 19 độ C và giúp cho người ta có những giấc ngủ ngon nhưng không bị ảnh hưởng với cái nóng. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Canada ngày 10 tháng 8. Đức Mỹ rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình sẽ được tiếp tục với bản tin thế giới ngay sau phần thông tin của cửa nhà bảo trợ cho chương trình.